nó còn một sọt. Đã bóng chiên mà. Dạ. Đã bóng chiên là bóng sọt. Em ơi. Hả? Có số không? Ủa sao là không ai? Không có không? Có số không? Đó mày có điện mày. Rồi nó đổi số vậy la. Kìa. Kìa. Cái gì nước vô? Đổi rồi anh thấy nước. Nước này mình làm đá. Mày hỏi chạy con ai? Ai biết rồi. Không biết rồi, con ký gì đó tôi bị tu cái điện thoại tôi bị ơi cái đổ qua cái này, cái chim này nó nhỏ hơn cái chim trước đấy, phải là lấy ra cái chim đó tao ổn lại, tao tao không chim ổn luôn, nó ôm cho nó ôm mình nè, bị hàng năm ổng xuống nó lại đắp gì đó vậy. Vậy năm tới về nha, kêu chồng mày về nha, kêu chồng con chứ, chồng con á chắc không có cửa rồi. Thế vậy đàn ông là cho về Việt Nam là không có cửa. Thế vậy trở về nó có bồ nhí sao, chồng con dài được không à, có bà hai nó giữ thuộc mẹ bánh luôn rồi dùng chỗ Hương về vậy. Có công có chuyện mới về, còn khơi khơi gì chơi rồi. Có rồi. Con chơi. Con mốt con rảnh con đi qua bển nhà ổng cái gì đó. Bển nhỏ giờ nó cũng chồng rồi. Đâu đi. Phải cho nó thời gian dịp tiếp Việt Nam chơi. Để ừ, mà. Rồi uống không rồi. Ông ba anh nhậu cứng nhưng mà. Để xe ăn tới nó chắc độ lắm. Đúng rồi ông đâu. Bển nó xa nhỏ thì sao được ăn. Hả? Con nhỏ chứ tay con không điều khoản. Ờ, không có ổng mười mấy con được á. Đâu? Bỏ bà lĩ rồi. Rồi, không có rồi. Đây,